Em Sơn chào cả nhà, anh Hùng chào, chào cả nhà. Bữa nay mình đem gắn xuống với cho đại tử thành mình mà ăn nè cả nhà. Chục ký. Ăn mừng chục ký. Thì Thạnh đi mấy tháng rồi, đi ra biển đó rồi. Lúc trước đó là cũng có, em cũng có nói về là đệ tử của anh Hùng, nhưng mà bây giờ không có ai biết mà ra biển của Thạnh như thế nào. Bữa nay là hai anh em đi xuống nhận dẹp khi mà nó đi về đó, giờ xuống nó chơi ra cho biết cái ra biển của Thạnh như thế nào. Rồi với nãy gắn cho đệ tử mình ăn, em gắn xuống hồi nãy cho đệ tử, đệ tử mình đãi đầu biển cho mình ăn lại. Cũng có lời chứ bộ à, này là tới chục ký là nha bà con ơi. Thì nó nạo ngay bự, làm bự gì, nhỏ rồi không nhỏ cái đó thôi, cho đãi thôi. Bây giờ đi anh Hùng ơi, có gì thì mình sẽ chia sẻ tiếp ở trên cái chiếc ghe của em Thành, mời cả nhà cùng theo dõi đi cả nhà ơi. Tới Cống Ganh nè bà con ơi, Cống Ganh thì nó giáp giữa An Giang với Kiên Giang, cầu Ninh Phước ha, hay là kêu là cầu Cống Ganh đó. Rồi bắt đầu hai anh em mình qua Kiên Giang nha bà con. Ôi, qua tới Kiên Giang rồi đó. Không làm gì làm đi hả? Ừ. Tới cầu 8000, ở đây là Dần Cày nha bà con. Thì nhà của em Thành thì ở Dần Cày, ra biển thì ở ngoài cống. Chắc có lẽ là hai anh em mình sẽ ra tới đây mình xuống tới ghe biển rồi. Đây là cống Dầm Gầy nha bà con. Chục ký luôn luôn à. Ký mà. Chạy ra ngoài kia chút. Đây áo trắng rồi thằng. Chào gái ơi, em trai. Hello, hello, xin chào các bạn nha. Tài công hả chú? Tài công luôn, mình mới biết chú luôn. Hả? Mới biết nè. Hả? Rồi hôm nay đến chương trình YouTube nha. Chào các bạn nha, vui vẻ nha. Sao vậy vậy em hả? Đây ngoài á. Ngay ngoài, còn ngoài có cái có con trộn đâu mà chạy. Lương thực là mấy anh em mình sẽ ra biển và điểm chơi sẽ qua chiếc ghe này. Có một bên này, có một bên luôn, 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 một
mình ra đây hạ neo rồi. Giới thiệu chút sơ sơ cái Thành. Ở đây cho đại gia đình biết những đây, ở đây siêu phụ xuống cho nên ghe mình có tổ chức tiệc nhỏ nhỏ. Ghe này làm đại gia phụ ít tôm. Tôm chì với một ống với tôm thẻ. Ở đây là mấy chú mấy bác rồi ở nhà không à? Mở ra nhà không à? Đây ta mở ra đừng mất con này. Cầm dở nó có con về nè. Đây, con lại đây nhấp cái này với mực một hồi nó ướp nữa. Thôi bắt con này nè. Còn lại lại lâu ngày sư phụ xuống đây thăm sư phụ ở rắn. Đó cho nó xuống là để đãi cho đi tử. Mẹ sợ sao mà lấy đây ngồi gần đây vậy? Đó, đi xong tôi lội vô luôn. Cái gì đâu? Một chục ký cho hết cái rồi mới gặp đệ tử mua một chục ký lại đâu đệ tử đâu rồi cầm cái con gắn lên lại ơi. Dạ, dạ. Anh Hùng ơi, giả bộ mình làm sức cái bọc này coi. Ấy ra này mà không nhảy chụm chụm nó mới sợ luôn á. Là bộ thả ra dài con bò đi. Nó đâu có độc đâu, nó chỉ bộ mổ vậy thôi chứ đâu. Lâu lâu mà chạy lên lại bắt đầu cái luôn. Cái cầm quấn quấn hậu rồi. Cái nướng với cái hàm xả phải không? Cái hàm xả này thời nữa hả? Tới là nhỏ nhỏ thả nó luôn 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 luôn. À nếu mà mấy mày tôi ăn là chắc là mình cũng như lẹ như nó. Ông lấy vô con thằng đó, cái này cho nó. Nè, nè, bố. Rồi bây giờ lái lửa chuẩn bị. Cẩu đâu ba. Con nướng giờ. Con gì vậy? Con ngựa nó gì? Con ngựa nó màu. Nó nhiều màu. Nó nhiều màu. Làm một quá rồi, làm hết nha. Trời ơi trời. Mẹ. Đi. Có bọc lưới không? Con nội ăn có bọc lưới không? Ăn xả. Đi em có bọc lưới không? Có mà. Nhỏ ăn á. Mày bắt nước sôi lên đi mày sai chết qua vô bọc lưới mày đổ nước để gì đó mày đổ nước cho nó dãy ruột luôn à. Rồi cái mang làm nó tóc ăn nó xoay đi, tóc nó xoay. Sống con lỗ kìa, con lỗ. Nó bị lủng lỗ kìa, lú lỗ ra kìa, để đó đi. Để đâu đi đâu sao đó. Nghe chưa? Phải con lỗ này lú quá trời cái lỗ. Đây nè, chỗ này nè. Cái con này nó lủng nè. Nè, cầm bỏ vô bao đi. Chút xong hết con rồi, mất bao đi. Hết đi. Bỏ vô đây đi rồi bỏ trong ngồi luôn. Cầm đồ chứ sư phụ. Rồi, có bao rồi, có bao rồi. Cứ đi. Rồi bắt biết mà không biết. Rồi làm gì hết chứ gì? Vô còn lại một con ha, một con ra biển tắm biển. Này hả, em đi chơi anh quá. Cái này nhỏ. Sao rồi, xuống ra biển lăn tăng chưa? Rồi, chơi chơi chơi, gốc cờ, hiểu rồi. Sơn sao rồi? Giờ này Sơn tăng tăng chưa? Bình thường mà. Em đi chơi anh quá. Con này tập dần dần anh ơi, để bữa còn đi nữa đó. Rồi, để bữa nữa tính. Tại chạy em mà nấu sắm. Vậy mà còn chơi đó. Đi quá xe. Này lát nữa tới nữa nè. Đúng rồi nè. Tóm hả? Không đi được, đi là làm liền. Làm cái xe này. Anh cho em phóng dáng một chút coi tình hình cái này trong người anh sao rồi. Em đi xe anh quá. Đúng rồi, nó sẽ chứ không có còn kìa mà. Rồi, cảm ơn. Cho chị Vũ uống bia là say bia hết say sống rồi. Bò, dĩnh nha, dĩnh nha. Ăn đá cái đó hả? Giá dục tài, giá dục tài. Giá dục tài. Ồ, đặt con nước. Mới ra đây cái chừng có 2 3 tiếng đồng hồ. Có gì đâu không biết nữa. Gì mà đòi ít bữa ra trải nghiệm trên biển. Cái này là mất thanh danh luôn rồi. Tôi là công nước tôi phải là công trên biển đâu. Thành ơi, sư phụ mà mất thanh danh rồi. Tôi là công nước phải là công trên biển đâu. Cắn hầm cả nhà ơi. Hầm củ cải với xả. Cái chỗ này làm cái bếp để đây à. Đi mình đi biển nấu ăn là chỗ này đó hả? Ừ. Nấu ăn đây không bị gió, hai cái cửa tủ này mình đóng lên nè. Cái gì đó chứ tới chừng sóng gió lên là khó nấu lắm. Tại vì cái mấy cái nồi nè, chạy qua chạy lại. Ngồi phải ngồi vịn á. Sống vững nữa, điện thoại bà để trước á.
đệ tử của Thành đây. Con gái vậy thôi. 34 tuổi. Đi 34 tuổi là bắt đầu ra ghe được rồi nè. 4 tuổi đi biển. Rồi để ba hay dẫn đi. Giờ cho nó. Chào nhà nha. Lấy mấy điện thoại đi cho nó ngồi đi. Bữa nay dẫn sư phụ hết nổi rồi cả nhà ơi. Với anh Sơn ra giao lưu ẩm thực. Trời ơi, nó cũng chết thì sư phụ chơi mặt hai báo cáo vậy sư phụ. Vậy rồi chưa muốn không ngồi nó nãy giờ. Chưa, trời cái này nực luôn mà ổng mặc hai áo trời. Để thẻ lên nướng vô cho nó mau chín rồi. Cái gì nè, mà nó chín vô tới thịt. Còn để ngoài nó chín dính áp không. Ăn giống siêu phụ rồi. Không có đường không có một. Chuẩn bị lên sóng đại gia đình ơi. Lên sóng hả? Lên sóng. Anh Hùng thì anh á, anh Hùng lên rồi, anh Hùng lên nãy giờ rồi. Lần đầu tiên mời sư phụ ra biển nha. Đừng có dỗ dỗ khỏi ra luôn đó. Quá vậy nhớ là anh em biết bao lâu rồi mới gặp lại. Không gặp hơn quá. Gặp kiểu này sao cháu không nổi. Ở ngoài biển mà ngồi coi coi lại mấy cái video cũ á. Nếu mà sư phụ đi ra chắc cỡ ra 4 năm bữa là có quen đó. Hai anh em bạn với chuyện nào về mới đi qua thăm sư phụ nữa. Chưa qua thăm nữa, sư phụ qua thăm rồi. Hồi sáng á, hồi sáng thì đi nôn nao và tới dần ra đây thà không gặp quay thôi. Quay trong này đó. Rồi, khui bia sư phụ ơi. Ui nè. Gắng gắng mình làm lon đi nơi cho nó qua con cái lâu lắm rồi mình mới gặp nhau. Cái này mình phá lại mình ngủ tinh đi chứ uống là hết say sống rồi còn xe bia không à. Uống cái này là hồi gắng làm vô miếng rồi cho nó nãy giờ là sư phụ tăng tẳng mà không ói được phải không? Tao gắn tao kiềm chế vô. Trời đó trời em ru vậy đó mà cái mặt sư phụ vậy đó. Chưa uống nữa mà nhau vô. Không sao đâu, lên thôi hạ sóng uống vô miếng là hạ sóng. Nè, ủa anh Sơn đâu? Đây nè. Bữa nay vui lắm, bây giờ anh em lâu lắm rồi mới gặp lại nè. Mấy 2-3 tháng rồi. Bây giờ thì mình mời mời đại gia đình cái em. Rồi, vô nè mời đại gia đình nha. Uống rồi mà. Cầm đi. Cầm lại. Mình mời cái. Cầm lại cái coi nè. Mời đại gia đình. Mời cả nhà. Mời đại gia đình. Vô, chào cả nhà. Cùng. Bữa nay giao lưu ẩm thực nè. Thôi thù nó đã mà anh về anh gỡ ốc rồi. Mình nổi lo vậy đó mới hạ sóng được thôi là lên sóng hoài luôn á. Đã khác gì đâu. Ở vậy. Nè sư phụ ơi, con mời sư phụ miếng rắn nè sư phụ ơi. Cảm ơn nha. Được rồi, cảm ơn. Đệ tử này con nhận được à. Hồi nãy anh em ở trước chú cháu đội cũng đông lắm mà con cái mấy ông nhậu rồi đem gom đũa đi hết rồi. Bây giờ ở sau rồi chừa cho sư phụ một đôi để ông nướng à. Đây là lớn học quen có đũa thôi. Ăn bốc cả nhà ơi. Ưu tiên nha. Này để sợi sớt miếng bớt. Đầy miếng ở đây. Cũng mềm mà đó. Chén món thần thánh nè cả nhà nhớ không? Đó ra đây vẫn được mà thưởng thức cái món mướp ngày xưa ăn với mà gà gà. trên biển mà từ ấy trên đất liền mà đem chén muối ra tới đây á. Chén muối của mà chấm gà thần thánh nè. Đây nước mắm. Ăn bốc luôn cả nhà, thông cảm nha. Không có đũa à. Mời cả nhà nha. Mình cũng mình cũng dân biển mình cũng dữ chưa dữ à mềm à ngon à mình cũng xin thử miếng rắn cả nhà đi biển thèm đồ trên đồng dữ lắm luôn á rồi ai thèm đồ trên đồng thèm đi mình ở đồng mình thèm đồ biển rồi vẫn là trao đổi ẩm thực rắn ký có 150 rồi tôm nó 300.000 ký cái đó trao đổi đâu có tính hơi tốn cái đủ lại đẩy sư phụ ăn tôm nhỏ nhỏ vậy thôi cả nhà bây giờ lên ra vô lại đây. cái này là tôm thẻ nha. Tôm này nói chung cũng chưa lớn lắm. Con này là nhỏ. Có con bự cũng tại. Ăn chưa? Bự lắm. Cảm ơn nhiều. Bây giờ nóng. Để Thành. Trời ơi, đã quá sư phụ ơi. Cảm ơn sư phụ. Để Đức Khánh. Ngon quá cả nhà ơi. Mình nướng. Cho sư phụ ăn đi. Mời cả nhà nha. Từ từ ăn đừng có gấp. Không có thiệt ăn được không? Chín cái đống rồi kìa, từ từ nướng đi. Tôi làm cho tôi. Ăn miếng đi. Nướng rau miếng rau ngon. Xuống thì để hồi không ăn lỡ lên sống lại luôn. Sư phụ ơi. Nướng nướng nè. Làm vô miếng mới được. Nướng con bự ăn nè. Nè sư phụ. Thì sống ăn mấy con bự bự này thôi. Sư phụ ăn tôm này con ăn rắn. Mình đi mưu sinh quanh năm mà lâu lâu có chuyến rồi mình đi trải nghiệm nhận mình đi chơi mà có gì đâu mà phải mà ôm sống, bỏ sống đi.
Rồi chừng nữa rủ anh Hùng ra, mình vừa đánh bắt, mình đánh bắt lên xong cái mình làm ẩm thực ăn luôn cả nhà, đồ vừa tươi đem lên ăn luôn à, còn đã nữa. Chưa có hẹn nha. Sư phụ Hùng mới ra gần bờ xíu rồi, sư phụ sợ rồi. Chưa có hẹn nha. Ra tới mãi chắc sư phụ nằm tối ngày luôn, quay vô nằm tối ngày. Thì quay cảnh nằm không đó. Mình chưa có hứa nha cả nhà. Mới sáng ở nhà nói chuyện với em đây, nói bữa nó đi biển là đòi đi biển là đánh bắt nó chứ bây giờ nó không hứa. Ở nhà khác, bây giờ khác. Rồi này, rồi kéo lưới vô lầu tiếp nữa hả? Ở nhà khác, bây giờ khác, ra tới bên này rồi. Khác rồi. Đổi ý nhanh vậy ở nhà thì làm ẩm thực cho mọi người ăn, giờ ra biển là nằm một chỗ mọi người đưa tới, đưa tới. Mình nướng nhiều mình ăn nhiều. Nó ngon. Nhiều quá hồi cái mình không ăn nó nguội. Hết thôi. Trên lò nó ngon. Con cho mình nướng để già hoài luôn nè. Mà thử cái tôm này nè. Cái lò này hầm này là nhìn bắt mắt quá mà không có đũa bốc rồi nó phỏng chết luôn. Nó đưa liền luôn trời. Chở đi, chở xong đi. Rồi. Rồi đây. Con cơm mày tao chín rồi. Mời đại gia đình á. Mày gắn hầm của Thành nó con này đi nấu. Hầm cái gì? Hầm củ cải với xả. Bữa hôm gỡ ra cái là nó tròn o luôn, nguyên xi luôn. Này hai anh em với anh Hùng đi xuống nè. Bữa nay tại vì ghe cuốn đậu nhà chạy ra. Gắn này nói chung là gắn 3, gắn 4 gì không à. Gì vậy? Nhanh tiến độ chút xíu đi, để thôi phụ ra luôn. 2 3. Mà đây cái này, cái này không nè. Mà đưa cho sư phụ nhăn mặt. Này chắc hơi cho sư phụ bỏ bọc đem về luôn á. Cho sư phụ thưởng thức sao chứ trên này không có thưởng thức, thưởng thức sao. Cái này bữa nay ghe không có đánh cả nhà, đang đậu gần bờ này rồi chạy ra đây chơi cho sư phụ trải nghiệm chút xíu thôi. Thanh thang luôn. Đặt công nước vừa đánh vừa kéo lên cái mình làm ẩm thực không biết trải nghiệm có chút xíu không mà từ hồi sáng giờ. Đặt công nước lội nước trên ruộng được chứ mà lội trên này chắc hơi bị khó nha. À. Miếng rắn này rắn thèm quá, muốn đưa đây rút chân cò được nè sư phụ, ngay chỗ hai bãi rắn cò dữ lắm, cò chiều lại nước lớn bữa hôm em kể với anh đó là cò nó vậy đó là vẫn ấy được hả? Được chứ không trời cạn khô hả? Cạn nó trường né, đội ụ trường né. Là vừa tới con cò dở cái mặt lên cái là mặt sình không. Cò bay nó ị lên cục. Rồi chín rồi. Chín thì gấp đang đây vô đâu. Đây phụ. Thành lột con tôm đã đút cho sư phụ luôn. Không, giờ lột để đó rồi con. Nhảy là lột. Lột qua con thẻ nè. Lột sư phụ lên đó. Đừng lên hả? Đừng lên hả? Đừng ăn ổi nữa, sư phụ phải ăn cái này nè, nó mới hơi dằn cái bao tử lại. Mà muốn ói cứ ói thoải mái nha, đừng có ép. Mời cái nhà. Hết nổi luôn đó. Cái từ mời cái nhà này thấy níu xìu. Nó hơi yếu quá chứ. Ngồi nhau đóng nè. Ngồi nè. Còn ở đây một nửa nồi nữa nè. Đây nửa nồi. Ở đây nữa nè. Ai không hết đem về. Nửa cá đóng nè. Ôi mà vậy đó mà ăn không nổi. Vô cái Thành ơi, vô rồi, cái anh Hồng vô cái kia. Mời cái nhà ăn đồng mặt của mình nha. Hẹn dịp khác mình ra mình đánh bắt nha. Có dịp thì em sẽ dắt anh Hồng ra đây cho anh Hồng tiếp tục ói. Mới lần đầu chứ lần sau đi tính bơ à. Có thể tự quen. Mới mốt rồi đó là dễ quen lắm. Mấy người mà đi lâu không có từng đi chừng 2-3 bữa là quen à. Thành từ cấp mà mùa nước mà chia tay đi tới bây giờ luôn đó là đâu có gì đâu, thấy không? Từ lúc chia tay giờ là con đi tới bây giờ luôn đó sư phụ. Chắc cơ bộ đi từ đó 2-3 năm mới hết tài sống luôn. Từ bữa nay tiếp tục thử máy rồi ngày mai là lên đường nữa rồi, phải không? Ừ, mai đi à. Mai dọt. Ủa ai không? Bữa nay được rảnh á, sư phụ không xuống đây kiếm con, còn không đi lên kiếm sư phụ à? Mày đánh tao rồi không có gắn ngăn, mà tao xuống với lại mày có gắn ngăn. Chuẩn bị mồi sẵn nè. Ngày mai bắt đầu đi đâu? Đi hòn nào?
cũng ở chỗ cũ, bãi cũ ở Hòn Nghệ. À, bên Hòn Nghệ ha. Ở cái hơi dài luôn. Thì chiếc này là chiếc ghe lứ. Ghe lứ là chủ chủ một cái bãi á. Ừ. Đó, thì chừng nào mà ông bỏ lưới xuống thì mình không được cào, mà ông nào ông rút lưới lên mình mới được cào. Cần đi ghe gì? Em bên ghe cào. Bên ghe cào. Hồi trước thì em cũng đi bên đây, là ghe này là ghe của ông nội. Nó rồi trước em cũng đi bên đây, mà sau lại có ghe rồi giờ em về ghe nhà đi vậy. Giờ đi ra nhà. Dạ. Mà ghe lưới ở đây đánh vùng này thì ít có cá đồ ngon lắm. Mình cào thôi. Mình cào đó, mình cào gì? Cào cào dính cá hỗn hợp hay là sao, cái cá gì? Cá đủ loại. Ừ. Cá rồi mực tôm, tôm. Đây nè. Tôm thẻ. Ở này mực ống. Như mực này như tôm này với tôm thẻ. Tôm thẻ là có giá không? Rồi có vô mấy cái con gì hay con gì? Cái túi vậy? Có, mà nó ít dính lắm. Mà chừng một ngày vậy có thể dính một hai con là dữ lắm à. Còn bên ghe lưới dính nhiều lắm. Ghe lưới thì ít dính cá. Ghe lưới dính nhiều. Ghe nhiều. Ghe ốc. Mình cào lên thì đủ loại mà đồ ngon không à. Cào đồ ngon không à. Ôi chảy nước. Ngon quá ngon. Ôi mời đại gia đình. Nãy giờ em chưa có mời ăn mực. Vô cái luôn. Vô nữa à, gần ngon quá nữa à. Nãy giờ anh cầm lên bỏ xuống không nè, đó giờ ở nhà thấy sư phụ Hùng lúc nào cái cũng là cái hình ảnh mạnh mẽ không nè, bữa nay nhìn thấy sư phụ yếu đuối bữa anh uống bia cái em lấy hình ảnh luôn nè đó. Nhăn mặt dữ vậy. Lấy cái hình nền ôm cột á, làm gì à. Ừ được đó, nhớ này vô ta chào chào hello. Cái quay này, cái đoạn quậy quậy nữa. Tướng này thấy kỳ quá. Cái này nào mà lột sư phụ không ăn vô luôn nè. Tướng này thấy kỳ lắm rồi. Đây. Nữa nha sư phụ. Ghe chuẩn bị về kìa, giờ anh tính mình sao? Mình đi về luôn cả nhà ơi, hết nổi rồi. Hình như là em mới vừa nghe em ổng nói trước kìa, nó chưa về kìa. Chưa về có về. Rồi nước vô đây hấp bờ vô. Giờ muốn vô vậy lắm rồi. Đây vô đất liền có chừng tầm khoảng có 3 cây số chứ gì. Giờ muốn ra vô không muốn ra sư phụ? Muốn vô. Anh lậu thường thường anh lậu ra là đặt công nước ở mấy cây số trong giỏng được mà đây. Đợi mà đây còn đi cái giò được cái này đợi đi đâu. Nó lỡ tao còn nghĩ mệt được, cái này đợi là không có nghĩ mệt luôn. Lậu hoài. Rồi thôi đại gia đình ơi. Mấy anh em mình cũng xin kết thúc. Lột cho anh Sơn con tôm nha. Đây, mời anh. Rồi cảm ơn. Rồi có gì hẹn đại gia đình lần khác là em sẽ tiếp tục trải nghiệm trên biển với anh Hùng một lần hoặc là hai ba đôi ba lần nữa để cho anh Hùng từ từ quen dần cái cuộc sống. Một rồi. Rồi bye bye. Hẹn đợi cả nhà video sau.